hispanohablantes que viven en Vietnam. Me llamo Irene y soy de pueblo de la provincia de Alicante. 6 người Tây Ban Nha cùng review cuộc sống ở Việt Nam khiến cộng đồng mạng kinh ngạc, ngỡ nơi đó là thiên đường. Loa Phường 4.0 xin chào các bạn khán giả thân yêu. Các bạn thân mến, Việt Nam ngày càng được nhiều người nước ngoài đánh giá là điểm đến lý tưởng nên đến một lần trong đời, không chỉ để du lịch mà còn để sống, để nghỉ hưu, để làm việc. Mới đây có một YouTuber người Tây Ban Nha đã đăng tải một video lý giải tại sao Việt Nam được người nước ngoài đánh giá là thiên đường để sống. Trong video, anh ấy đã có một cuộc phỏng vấn với lần lượt 6 người gốc Tây Ban Nha sống ở Việt Nam để khảo sát cảm nhận của họ về những ấn tượng khi ở đó. Đến nay, video đã thu hút hơn 16.000 lượt xem và 100 lượt tương tác bình luận của cư dân mạng quốc tế. Thật kỳ lạ làm sao, nghe xong ai cũng cảm thấy thuyết phục. Vì sao lại như vậy? Mời các bạn cùng xem video để biết câu trả lời nhé! Xin chào mọi người, tôi tên là Alberto, tôi là giáo viên và tôi đã sống ở Việt Nam được 5 năm. Tôi làm những video bài viết để quảng bá về văn hóa Việt Nam và tư vấn cho tất cả những ai đang có ý định du lịch đến đất nước vĩ đại này. Hôm nay tôi sẽ hỏi những người bạn nói tiếng Tây Ban Nha sống ở Việt Nam và hỏi họ về những ấn tượng về đất nước Việt Nam cũng như kinh nghiệm khi sống ở đây. Có rất nhiều câu hỏi mà tôi đặt ra để khảo sát về vấn đề này. Bạn có kỳ vọng gì trước khi đến Việt Nam? Người Việt như thế nào? Địa điểm yêu thích của bạn ở Việt Nam là gì? Bạn muốn giới thiệu món ăn Việt Nam nào? Bạn có muốn giới thiệu những người từ đất nước của bạn đến Việt Nam không? Bạn thích điều gì nhất khi sống ở Việt Nam? Người đầu tiên mà tôi trò chuyện đó chính là Arine đến từ Madrid. Cô ấy nói rằng, tôi nghĩ khi đến Việt Nam tôi sẽ có một cuộc phiêu lưu đầy thú vị hay đi bộ đi dạo, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, xe đạp. Mỗi ngày tôi ở Việt Nam có rất nhiều điều mới mẻ. Người Việt Nam rất thân thiện và vui vẻ. Họ rất hay cười và luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Tôi có một kỷ niệm ngắm hoàng hôn rất đẹp trên biển. Người thứ hai là Javi và đến từ một thị trấn ở tỉnh Alicante. Trong ánh mắt tôi, người Việt Nam rất nhỏ bé, nhưng có tinh thần sống rất mạnh mẽ. Việt Nam có rất nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng đáng để thử như chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ, Vịnh Hạ Long, Hội An, Phú Quốc, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam có rất nhiều món ăn ngon. Tôi rất muốn giới thiệu đến mọi người món phở của Việt Nam mang hương vị đặc trưng không nơi đâu có được. Tôi rất hay ăn món này vào mỗi sáng. Người thứ ba là Carolina Carot đến từ Hoa Kỳ. Đến Việt Nam, tôi có thể thoải mái đi dạo đêm hay đi bộ trên biển tận hưởng khung cảnh đẹp đẽ của thiên nhiên. Tôi đến đây vào mùa thu Hà Nội, mọi thứ đẹp lắm. Có rất nhiều món ăn mà tôi đã ăn khi đến đây. Nó đáp ứng được mong đợi ăn uống mỗi ngày của tôi khi đến Việt Nam. Thực lòng mà nói, tôi thấy ở Việt Nam rất nhiều cái đặc biệt. Với tôi rất thích bánh đúc nóng ở Việt Nam. Người thứ tư là Adrian đến từ Murcia, Tây Ban Nha. Người Việt Nam rất giỏi, thật đáng ngưỡng mộ. Người dân ở đây sống rất hạnh phúc. Trên môi họ luôn mỉm cười dù cho cuộc sống còn nhiều khó khăn. Đúng là người Việt rất khiêm tốn và hào phóng. Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ có một thời gian tuyệt vời khi ở đây. Tôi đã đi du lịch đến Mai Châu và Pù Luông. Ở đây thực sự rất đẹp. Vùng núi Tây Bắc ấy khiến tôi muốn quay trở lại. Tôi muốn giới thiệu đến cho mọi người rất nhiều món ăn Việt Nam mà tôi đã thử như bún chả Hà Nội và lẩu. Người thứ năm là AOA đến từ Madrid. Tôi đã sống ở Việt Nam vài năm. Mọi thứ ở đây khiến tôi rất hài lòng. Tôi thấy rằng phụ nữ Việt Nam rất độc lập, vừa đi làm vừa chăm sóc tốt cho gia đình. Tôi đánh giá rất cao các phương tiện giao thông công cộng ở Việt Nam rất an toàn và thoải mái. Việt Nam có rất nhiều nơi để đến, phong cảnh đẹp đẽ từ vùng núi hay vùng biển. Tôi đang sống ở Hà Nội, một thành phố mà tôi rất yêu mến. Tôi rất thích ăn bún chả Hà Nội vô cùng. Tôi thấy khi mọi người đến Hà Nội có thể đi dạo trên những con phố để cảm nhận. Người thứ 6 là Sara đến từ Alicante. Việt Nam ngày nay đã vượt xa các nước khác trên thế giới. Mặc dù đã trải qua cuộc chiến tranh kéo dài, nhưng Việt Nam phục hồi rất tốt. Trên đường phố có rất nhiều người Việt Nam sẵn sàng giúp đỡ bạn, đừng lo lắng khi trong ví bạn có ít tiền. Đồ ăn Việt cũng cực kỳ rẻ. Tôi nghĩ Hội An, Ninh Bình hay Vịnh Hạ Long là những nơi rất đáng để ghé thăm. Một loạt câu hỏi được đưa ra với ti tỉ những câu trả lời khác nhau, nhưng hầu hết người nước ngoài đều thấy Việt Nam là một đất nước tuyệt vời, một đất nước đáng sống. Vậy cụ thể cộng đồng mạng quốc tế đã nói những gì thì ngay sau đây mình sẽ tổng hợp lại những bình luận để các bạn tiện theo dõi nhé. Nội dung hay, cảm ơn vì đã cập nhật thông tin cho chúng tôi. Tôi càng ngày càng muốn tìm hiểu về đất nước tuyệt vời này. Những bình luận hay và cách những người tham gia nhiệt tình lắng nghe họ. Tôi chỉ muốn đến Việt Nam ngay bây giờ và có thể du lịch khắp các thành phố cùng với người bạn Việt Nam của tôi. Tôi luôn cảm ơn bạn và cảm ơn những người đã tham gia video này vì ý kiến của họ.
như bạn đã nói, nó không chỉ xuất phát từ quan điểm của bạn xem Việt Nam thật tuyệt vời. Xin chào, tôi đang đến thăm Hà Nội và tôi rất thích video này. Tôi yêu việc mọi người rất thân thiện với tôi dù tôi là người mới đến. Tôi đã dành một tuần đi nghỉ ở Sài Gòn và đó là thành phố tôi thích nhất ở Đông Nam Á. Đây là một thành phố rất phương Tây, người dân thân thiện và tôn trọng, có nền ẩm thực tinh tế, nơi bạn có thể ăn rất nhiều tôm, tôi thậm chí còn có thể nói chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha với những người bán hàng rong ở chợ. Tôi hy vọng có thể trở lại một ngày nào đó. Tôi đã tận mắt trải nghiệm và tôi thấy yêu mến Việt Nam vô cùng, tôi đang say mê với điều này. Có dễ dàng xin được việc làm ở Việt Nam không? Tôi đang dự tính sang Việt Nam để làm việc. Cảm ơn bạn vì những lý do hữu ích này. Điều đó khiến tôi thực sự muốn dành chút thời gian đến Việt Nam để trải nghiệm xem thử lời các bạn nói có đúng không. Tôi luôn bị thu hút bởi Việt Nam và thế giới nông thôn ở đây. Thật thoải mái khi có thể đi du lịch thông qua video của bạn. Xin chào Alberto, tôi rất thích video này. Sắp tới tôi sẽ sang Việt Nam làm giáo viên tiếng Tây Ban Nha. Lời chào từ Hoa Kỳ. Video rất hay, Alberto. Tôi thích Việt Nam, tôi mới đến sống ở Việt Nam và muốn gắn bó ở đây lâu hơn. Ý kiến của Anya trùng khớp với ý tưởng của tôi về các thành phố của Việt Nam. Mặc dù chúng tôi nhận thấy rằng tất cả các ý kiến của anh ấy đều thuận lợi, nhưng tất cả nói về Việt Nam đều hoàn hảo. Tôi là người Việt Nam và tôi nhớ tất cả những gì bạn đã bình luận. Và cảm ơn vì những nhận xét tốt đẹp về Việt Nam và những điều xấu tôi không muốn chấp nhận nhưng chúng là sự thật. Cảm ơn một lần nữa cho tất cả mọi người đã nhận xét về Việt Nam. Sắp đi làm ở Hà Nội, những thông tin mà bạn cung cấp rất hữu ích với tôi. Tôi cũng nghe nói nhiều về Việt Nam rồi, tuyệt vời lắm. Một đất nước vừa mới thoát khỏi chiến tranh và đang hoạt động tốt. Tôi đã muốn đi Việt Nam rồi, việc đến thăm đất nước đó chưa bao giờ khiến tôi chú ý sau khi xem video này. Tôi rất tò mò muốn đi Việt Nam. Việt Nam là đất nước tuyệt vời nhất tôi từng sống. Đất nước này thật kỳ lạ, dường như không có điểm gì để chê. Trên đây là những bình luận có thể gọi là khen nức tiếng về đất nước Việt Nam. Thật vinh hạnh khi nhận được rất nhiều lời khen tuyệt vời như vậy đến từ cộng đồng mạng quốc tế. Đã không ít lần người nước ngoài có ấn tượng tốt với Việt Nam, đúng là tiếng tốt đồn ra. Nhưng hết lần này đến lần khác, điều khiến mình cảm thấy bất ngờ và vỡ òa cảm xúc. Cuộc sống ở Việt Nam nói nôm na biết cách làm hài lòng người khác lắm các bạn à. Đến mình còn mơ ước cuộc sống ở Việt Nam nữa là các bạn nước ngoài. Nhiều người sẵn sàng từ bỏ quê hương, từ bỏ một công việc ổn định, lựa chọn đến nơi đất khách quê người chỉ vì đem lòng say đắm Việt Nam và muốn gắn bó lâu dài ở đây. Mà cũng đúng thôi, Việt Nam luôn là miếng bánh béo bở khiến rất nhiều người thèm khát mà. Bây giờ, cuối cùng họ cũng đã hiểu tại sao có nhiều du khách nước ngoài lại yêu quý Việt Nam đến vậy và họ cảm thấy rất hài lòng khi đến Việt Nam. Thậm chí nhiều người còn quyết định chọn Việt Nam là quê hương thứ hai của mình. Việt Nam có sức hút riêng của mình, có lẽ điều đó đã làm nên sự khác biệt của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Sự tuyệt vời ấy đôi lúc khiến nhiều anh em quốc tế ghen tị. Việt Nam có thể chưa hoàn toàn tốt nhất nhưng luôn được đánh giá là điểm đến an toàn và thích hợp để sống. Việt Nam chúng ta đã giữ chân rất nhiều du khách ở lại. Có nhiều người tới tuổi nghỉ hưu cũng chọn Việt Nam là nơi an hưởng tuổi già. Nếu các bạn cũng muốn có được những trải nghiệm tuyệt vời như vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không đến với Việt Nam. Hy vọng rằng nhờ những video như thế này thì thế giới sẽ ngày càng nhìn nhận Việt Nam như một quốc gia điểm đến không chỉ để du lịch mà còn là thiên đường để sống, để làm việc, để nghỉ hưu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Video của Loa Phường 4.0 đến đây là hết rồi. Hãy cùng chia sẻ ý kiến, quan điểm của bạn ở phần dưới comment nhé. Đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức thú vị và hữu ích trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.